Vâng, xin chào mừng cô chú, anh chị và các bạn đang theo dõi trên kênh Loa Hay TV. Hiện tại thì mình đang có mặt tại Nhật Bản và đây là cái trung tâm thương mại bán đồ đã qua sử dụng. Thì ở trong cái tiệm này hôm nay mình gặp một cây đàn và mình vừa mới thanh toán tiền xong. Nhân đây thì quay cho cô chú, anh chị các bạn chi tiết cận cảnh và báo giá về tay. Thì trước mắt cô chú, anh chị và các bạn đây là một cây đàn hiệu Moritz. Cây này thì nó chỉ đứng sau Yamaha thôi, nhưng trong tình trạng rất đẹp nhé, anh chị em có thể quan sát kỹ. Cây Moritz thì được khảm chai, chìm ở bên trong, các khóa phím sáng như mới. Và đây là một cây đàn chất âm vô cùng tuyệt vời, giá của nó rất tốt để các bác mua sắm nhé. Và anh em có thể quan sát kỹ này. Hầu như chưa có một tì vết nào đáng chú ý, tuy nhiên quan trọng nhất của cây đàn vẫn là cái cần nó thẳng và chất âm của nó ra trong sáng đẹp mộc. Anh chị em có thể quan sát. Giá cây này về tay rất vừa phải để anh chị em mua sắm, 3.500.000 là giá về tay. Cây đàn này hiệu Moritz, mã của nó là MF207, sản xuất tại Hàn Quốc, made in Korea. Thương hiệu Moritz là một cái thương hiệu tầm trung và rất là phổ biến, giọng đàn phổ thông nhưng mà tiếng âm của nó thì rất là hay. Vừa tầm tiền là các bác có thể sưu tầm hoặc để chơi. 3.500.000 là giá về tay nhé, 3.500.000 bao ship tận nhà. Các bác quan tâm thì chụp lại và gửi qua số Zalo. Gửi từ Nhật về thì nó khoảng 10 đến 15 ngày các bác sẽ nhận được hàng. 3.500.000 là giá về tay. Ngay bây giờ thì mình sẽ tiếp tục di chuyển sang cái quầy bán đồng hồ để quay chi tiết cận cảnh cho cô chú và các bạn một số các món hàng. Anh chị em cùng chờ đợi trong giây lát. Đây là cái trung tâm thương mại đồ đã qua sử dụng. Khi mà sang cái hành lang bán đồng hồ thì hiện tại mình đang quan sát là cái tiệm này nó mới nhập về được một chiếc đồng hồ đeo tay rất là độc lạ. Hàng này là hàng của Thụy Sĩ anh chị em nhé. Anh chị em có thể quan sát này, hộp đang để bên trong. Trong tất cả các quầy này thì mình quan sát đây là một chiếc đồng hồ mới nhập và hàng của nó là chạy cơ. Đấy, anh chị em quan sát này, hiện tại đang bày bán tại Nhật với mức giá là 29.700.000. Đây là một mẫu đồng hồ vô cùng độc lạ và hiếm gặp nhé. Ngay bây giờ thì anh chị em cùng chờ đợi trong giây lát, mình sẽ bảo nhân viên người ta bỏ ra bên ngoài. Và mình cố gắng là quay cận cảnh chi tiết và báo giá về tận tay để các bác tiện bề mua sắm. Trong đây thì có rất nhiều đồng hồ nhưng đa số là mình quan sát là nó chạy bằng pin, chạy bằng năng lượng mặt trời là chủ yếu. Và cái mẫu mã của nó thì mình chưa gặp con nào độc lạ. Duy nhất một chiếc này mình thấy rất tuyệt vời để các bác mua sắm. Đấy, sau khi nhân viên người ta bỏ ra bên ngoài nhá, anh chị em có thể quan sát này, cả tem giá. Bây giờ mình sẽ quay cận cảnh chi tiết, sau đó thì báo giá về tay. Các bác nào cần sắm một con đồng hồ độc lạ mang phong cách của quý ông thì đây là một chiếc đồng hồ khó có thể cưỡng lại. Hàng đã qua sử dụng trong tình trạng rất đẹp. Đây là cái hộp bên trong của nó này, còn đây là cái hộp bên ngoài. Hộp bên ngoài của nó, giấy tờ kèm theo thì mình thấy là không còn giấy tờ kèm theo nhé, nên là nó bán rất là rẻ. Tuy nhiên thì anh chị em mua thì nó vẫn có một cái giấy bảo hành của cửa hàng tại Nhật Bản. Đấy, đây là thân chính đồng hồ và đây là cái hộp bên trong của nó này, hộp mút bên trong. Những cái hàng cao cấp thì anh chị em có thấy bao giờ nó có hai lớp hộp, vỏ ngoài vỏ trong. Bây giờ thì mình sẽ quay cận cảnh chi tiết. Đây là mức giá của nó này, 29.700.000 yên, khoảng hơn 50.000.000 nhé, hơn 50.000.000 tiền Việt Nam tại Nhật Bản. Chiếc đồng hồ này về tay là 55.000.000, 55.000.000 là giá về tay, bao ship trên toàn quốc. Đấy, bây giờ anh chị em quan sát đi vào thân chính của nó nhé. Thì trước mắt cô chú anh chị bạn đây là mẫu đồng hồ Monaco, đồng hồ Thụy Sĩ, sản xuất tại Thụy Sĩ. Dây rất là sáng và đẹp. Mình nghĩ đây là một mẫu đồng hồ rất là nam tính dành cho quý ông. Đấy, đây cũng thế này, anh chị em thấy đây, táp mác kèm theo luôn, cả giá trong giá ngoài luôn. Chiếc đồng hồ này chạy cơ nhá, đồng hồ automatic. Bây giờ mình sẽ đo cái size của nó nhá, đo kích thước của nó thì lát nữa mình vào tay. Để anh em nào sưu tầm một chiếc đồng hồ độc lạ hàng Thụy Sĩ thì đây là một chiếc đồng hồ trong tầm tiền rất vừa phải để anh chị em mua sắm.
Bây giờ mình sẽ đo cái size của nó nhé. Anh chị em có thể quan sát 38.1. 38.1 là phủ bì nhé. 38.1. Chưa kể đinh, một chiều là 38.1 và một chiều của nó là 37.1. 37.1. Size của nó rất là vừa tầm. Ngay bây giờ thì mình vào tay nhé, để anh em có thể tham khảo. Đấy, mặt sau của nó này, mặt sau của nó thì anh em thấy là thương hiệu Monaco, sản xuất tại Thụy Sĩ, khả năng chịu nước lên đến 30m độ sâu. 30m độ sâu. Monaco, sản xuất tại Thụy Sĩ. Một thương hiệu vô cùng tuyệt vời đến từ Thụy Sĩ, rất sáng đẹp và theo quan sát của mình thì không một tì vết nhé, không một vết xước nào đáng kể. Rất là lịch lãm, anh chị em có thể quan sát. Ngay bây giờ thì mình sẽ vào tay và giá chiếc này về tay là 55 triệu nhé. 55 triệu là giá bao ship trên toàn quốc. Anh chị em quan tâm thì chụp lại và gửi qua một trong hai số Zalo trên. Đấy, khi mình vào tay anh em có thể thấy không? Một chiếc đồng hồ quý ông vô cùng tuyệt vời. Và cái kích thước của nó nhé, cái hình vuông của nó rất là độc lạ. Hình chữ nhật rất là độc lạ, rất là hiếm nhé, rất là hiếm trên thị trường. Một mẫu đồng hồ rất là nam tính, giá về tay 55 triệu tiền Việt Nam, bao ship toàn quốc. Anh chị em có thể thấy là hiện tại người ta đang bày bán tại Nhật với mức giá là gần 30.000 yên, gần 300.000 yên Nhật. Này thì automatic nha các bác nhé, automatic. Đấy, giá bán tại Nhật là 297.000 yên. Nó cũng hơn 50 triệu nhé. Giá chiếc này về tay là 55 triệu. Các bác nhanh chóng chụp lại và gửi qua số Zalo. Kế tiếp và liên tục chương trình thì cũng tại cái quầy này. Hôm nay thì mình tìm được hai chiếc bình gốm sứ xương cao cấp. Rất hiếm khi gặp một lúc hai chiếc bình nhé. Rất ít khi gặp một lúc một cặp mà hai chiếc như thế này. Anh chị em nghiên cứu chỗ trưng bày trong các không gian phòng khách, phòng làm việc thì đây là một cặp sứ xương cao cấp, dòng sứ xương cao cấp của Nhật Bản, như mới luôn anh chị em nhé, hàng như mới luôn, hàng cao cấp thì nó làm rất là trắng sáng và không một tì vết. Cái này thì nó cao khoảng 19 cm, cao khoảng 19 cm. Ở clip hôm qua cũng có một chiếc, nhưng mà có một chiếc đấy thì có anh lấy rồi. Hôm nay thì vô tình gặp được một cặp luôn. Đây anh chị em có thể quan sát này. Đấy, dòng Okura Saban, dòng sứ xương cao cấp. Cặp này về tay là 6 triệu nhé, 6 triệu tiền Việt Nam. Những cái cặp gốm sứ như này mà vào dịp cuối năm bán vô cùng chạy luôn, không có hàng để bán. Tuy nhiên ở Nhật thì ở trong các tiệm thì nay mình gặp thì mình cũng quay, thì cô chú chị các bạn có thể tham khảo. Và nhân tiện đây thì mua sắm. 6 triệu một cặp, giá vô cùng tốt để các bác mua sắm. Anh chị em có thể so sánh nhé. Một chiếc bình bát tràng như này tại Việt Nam nó khoảng 4-5 triệu. Tuy nhiên đây là hàng Nhật cao cấp. Giá một chiếc là 3 triệu mà một cặp là 6 triệu về tay. Bao ship toàn quốc và bao vỡ trên toàn cầu. Hàng sẽ được đi máy bay khoảng 10-15 ngày các bác sẽ nhận được hàng. Cách để mua hàng thì các bác chuyển trước một nửa nhé, sau đó nhận hàng thanh toán nốt cho nhân viên giao hàng. Kế tiếp và liên tục chương trình xin kính mời cô chú anh chị các bạn cùng di chuyển. Vâng, sang một cái quầy bên đây thì mình cũng vừa thanh toán xong một loạt, gồm rất nhiều các dòng ống nhòm và kèn saxophone. Và những đồ sản phẩm độc lạ, đây là cái kèn saxophone, lát nữa mình sẽ quay cận cảnh chi tiết. Ngay bây giờ thì trước mắt cô chú anh chị các bạn gồm 3 chiếc ống nhòm dòng cao cấp gần như mới các bác nhé, gần như mới. Vicen dòng cao cấp, không sắc nét, không lấy tiền. Lát nữa mình sẽ test cho cô chú anh chị các bạn. Trong clip này thì gồm có 3 chiếc, 2 chiếc nhỏ và 1 chiếc lớn. Chiếc này về tay là 2,5 triệu, 2.500.000 đồng. Bao sắc, bao nét cho cô chú anh chị các bạn. Anh chị em có thể nhìn qua cái ống kính của điện thoại nhé. Đấy, rất là nét, sắc nét, sắc nét và sáng, không một tì vết luôn. 2.500.000 đồng, phù hợp cho anh chị em đi du lịch dã ngoại. Chiếc này thì phù hợp cho đi du lịch và có thể bỏ túi đeo trên ngực, rất là tuyệt vời. Còn nó có dây đeo nhá, nó có thích hợp cả dây đeo trên ngực nữa. 2.500.000 đồng, về không nét, không lấy tiền.
không sắc nét, không lấy tiền. Ở trên sống lưng của mỗi một chiếc ống nhòm nó đều có cái để chỉnh nhé. Anh chị em chỉnh mà giờ thấy cái độ nét nhất thì anh em dừng lại. Tùy theo độ cận, độ viễn của mỗi người nên là mỗi một người nhìn sẽ có một hình ảnh khác nhau nhé. Độ sắc nét sẽ khác nhau nên là anh chị em tùy chỉnh theo mỗi người. Các bác quan tâm thì chụp lại nhé và gửi qua số Zalo. Chiếc này về tay là 2,5 triệu. Anh chị em lưu ý là có một cái chỉnh ở trên sống lưng nhé. Bây giờ bạn A chỉnh nét nhưng mà đưa cho bạn B nhìn lại không nét. Mỗi một người thì sẽ có một cái tròng mắt khác nhau nên anh chị em lưu ý. Chiếc này cũng thế này, dây rắc đầy đủ luôn. Về tay cũng 2,500,000 đồng, bao ship toàn quốc. Hàng như mới luôn. Tất cả cũng đều có dây đeo để phù hợp cho anh chị em đi du lịch dã ngoại. Ngắm cảnh thiên nhiên thì vô cùng tuyệt vời, nhất là anh chị em đi biển nhé. Anh chị em đi biển mà ngắm con này thì vô cùng tuyệt vời luôn. Đấy, hoặc là anh chị em có thể đi săn bắn, đi câu cá, đi hái lượm. Rất là sắc nét, không tính tiền, 2,5 triệu một chiếc. Hai chiếc này thì phù hợp cho anh chị em đi du lịch dã ngoại. Vì nó nhỏ nhỏ, xinh xinh, vừa đủ dùng. Đeo và di chuyển trên người nó cũng tiện tay. Những cái hình ảnh này là mình đang test nhé. Đang test tại phía xa xa, anh chị em có thể quan sát này. Đấy, bỏ ra nó rất là đằng xa đằng kia, nhưng qua ống nhòm này nó rất là gần, cận và nét. 2,500 triệu là giá về tay. Kế tiếp và liên tục chương trình, đây là một cái size khủng nhất này. Size này thì còn nguyên hộp. Anh chị em có thể quan sát này, nguyên hộp trong, nguyên hộp bên ngoài. Và nắp úp, dây đeo trong, dây đeo ngoài. Và cũng là một size lớn. Đấy, size lớn anh chị em có thể quan sát. Chiếc này về tay là 3,5 triệu nhé. 3,500,000 đồng. 3,500,000 đồng là giá về tay. Chiếc này thì cầm theo người thì nó hơi nặng một chút. Anh chị em lưu ý trong việc mua sắm. Chiếc này thì để cố định một chỗ, như là các bác làm bảo vệ ở các công trình lớn, công trường. Hoặc là các bác làm nghề trinh sát thì đây là một chiếc vô cùng sáng tuyệt vời để các bác di chuyển. Đấy, các bác quan sát chiếc này ngắm rất là thích luôn. 3,500 triệu là giá về tay. Các bác nào làm trong ngành trinh sát, quan sát, bảo vệ thì đây là một chiếc ống nhòm vô cùng tuyệt vời để các bác quan sát. Size này size to nhất nhé, 3,5 triệu một chiếc. 3,5 triệu. 3,500 triệu. Bây giờ mình để lên đây để anh em có thể so sánh thêm nhé. Chiếc này chiếc lớn nhất. Các bác quan tâm thì chụp lại và gửi qua một trong hai số Zalo trên. Kế tiếp và liên tục chương trình thì đây là một cây kèn saxophone. Cây này cũng trong tình trạng đẹp gần như mới, hàng đã qua sử dụng, không tì vết. Đây là cái họng kèn của nó này. Đây là cái họng kèn. Đấy, anh em thấy sáng không? Sáng đẹp. Và đây là cái lưỡi gà. Cái này về thì anh em hoàn toàn có thể sử dụng nhé. Hoặc anh em để trưng bày. Cái này là dây đeo này. Dây đeo và khăn lau. Và anh em nào mà học kèn saxophone thì đây là một cây kèn vô cùng tuyệt vời. Ngoài ra thì anh em có thể để làm đồ trưng bày cũng đẹp. Trưng bày cũng rất là sáng đẹp, không tì vết, như mới. 99,99%. Cây này về tay là 7 triệu tiền Việt Nam. 7 triệu bao ship trên toàn quốc. Còn nguyên hộp luôn. Còn nguyên hộp cứng luôn. Anh em rất dễ bè trong việc di chuyển. Cái này thì anh em nào học saxophone hoặc là để trưng bày trong các không gian phòng khách, phòng nghe nhạc hoặc treo trong phòng làm việc cũng rất là tuyệt vời luôn. 7 triệu là giá về tay. Anh chị em quan tâm đến sản phẩm nào thì cứ chụp lại và gửi qua số Zalo để dễ bề tìm kiếm. Những cái này thì mình vừa đã thanh toán xong một loạt rồi. Mình vừa thanh toán xong một loạt, nhân tiện cái tiệm này thì mình cũng quay luôn. Bởi vì ở đây nó rất là ánh sáng và không gian của nó rất rộng rãi. Và quay nó cũng được chi tiết hơn. Có nhiều sản phẩm thì mình về phòng của mình quay. Nhưng mà đa số là mình quay tại tiệm này thì nó có nhiều ánh sáng và không gian rộng rãi để các bác dễ bề trong việc mua sắm và lựa chọn. Đây là cái hộp cứng của nó nhé. Cái hộp cứng thì anh em có thể thấy là nó có rất là nhiều ngăn, khóa, sách ngang, sách dọc.
hoặc đeo, rất là thuận tiện trong việc di chuyển. Đóng hàng con này cũng dễ, cái thứ là quấn gửi về thôi. 7 triệu là giá về tay. Ngay bây giờ xin kính mời cô chú cho bạn cùng di chuyển tiếp. Trước khi di chuyển thì anh em có thể thấy khu vực này là khu vực ở Nhật Bản, người ta bán rất là nhiều đồ như máy lọc không khí, máy bù ẩm, như máy hút ẩm, các loại đồ gia dụng trong gia đình. Ngay bây giờ thì xin kính mời cô chú anh chị các bạn cùng di chuyển sang một cái hành lang tiếp theo. Đấy, khi sang đến bên đây rồi mình tiếp tục quay và báo giá cho cô chú anh chị các bạn những dòng sản phẩm vô cùng độc lạ. Thì trước mắt cô chú anh chị các bạn mình sưu tầm được một cây súng. Anh chị em có thể quan sát này. Cây này thì anh chị em nào mua về có thể dọa trộm được nhé. Dọa trộm được. Một cây cót MK-CD4. Đấy, cây này thì anh chị em có thể quan sát những hình ảnh minh họa của nó là cái này nó bắn đạn nhựa nhá. Đấy, nó bắn đạn nhựa này, những cái viên nhựa. Và cái này bắn được thì anh em phải bơm ga vào. Đấy, còn đây là băng đạn này, băng đạn. Đấy, thì chi tiết khẩu súng của nó thì còn nguyên trong hộp xốp. Nó đã qua sử dụng nhá. Còn nguyên thân súng ở trong hộp xốp, anh chị em về có thể dọa trộm, vô cùng tuyệt vời. Nặng như một khẩu súng thật nhá. Cót MK-CD4. Đấy, anh em có thể quan sát này, như một cây súng thật luôn. Made in Japan. Cây này về tay là 2 triệu rưỡi nhá, 2 triệu 500 ngàn đồng. Anh chị em về bơm ga, sau đó thì ở Việt Nam nó cũng bán cái dòng viên nhựa này. Đấy, hoặc anh em không dùng đến bắn thì có thể dùng làm đồ trưng bày. Hoặc đôi khi lôi ra dọa trộm cũng rất là tuyệt vời. Anh chị em quan sát ở đây nó có một cái lẫy này. Anh chị em bóp vào, nhấn vào nhé. Nhấn vào thì cái băng đạn ở dưới nó trôi ra. Đấy, sau đó thì anh em ghim những viên đạn vào trong này. Viên đạn nhựa vào trong này. Một băng này được mấy chục viên ấy. Đấy. Sau đó thì anh em bơm ga vào. Và sử dụng như một cây súng thông thường nhé. Súng bắn đạn nhựa. Giá về tay là 2 triệu 500 ngàn đồng. Có thể mua để trưng bày hoặc sưu tầm. Các bác quan tâm thì chụp lại và gửi qua số Zalo. Còn nguyên hộp xốp ạ. 2 triệu rưỡi là giá về tay. Kế tiếp và liên tục chương trình quay cho cô chú anh chị và các bạn là một cây đài, một chiếc đài, đài cổ. Trước này thì cô chú anh chị các bạn có thể quan sát một mẫu đài hoài cổ. Cái này thì mình vừa ghim điện nhé, vừa ghim điện và thấy có tiếng nói. Anh chị em về cần phải bảo dưỡng nhé. Cần phải bảo dưỡng lại thì radio sẽ bắt được toàn bộ luôn. Đấy, ngoài tính năng radio thì anh chị em có thể thấy một cái đài tủ trưng bày. Một chiều của nó thì khoảng 50cm. Và một chiều thì nó khoảng gần 30cm. Trong tình trạng rất đẹp luôn. Và đây là một cái mẫu đài cổ chạy bóng đèn nhé. Chạy bóng đèn thì anh em cắm điện một lúc, nó nóng máy lên thì bắt đầu mới có tiếng nói. Tuy nhiên cái này về thì anh em bảo dưỡng đi, bảo dưỡng lại một lần nữa thì sẽ trở thành một cây đài tuyệt vời luôn. Vừa nãy thì mình đã cắm điện nhá, đã lên điện, đã báo đèn và có tiếng sôi của radio, có tiếng nói của radio, nên anh em về bảo dưỡng lại một lần nữa. Đấy, cây đàn 685 bắt được rất nhiều sóng radio. Tuy nhiên cái tính trưng bày của nó rất là cao, trưng bày và sưu tầm rất là cao. Đấy, đây là mặt sau của nó này, size của nó rất lớn. Anh chị em có thể quan sát bên trong nhá. Đây là cái cụm anten này. Còn đây là dây cáp nguồn cắm điện 100V nhá. Bên trong thì anh em có thể thấy thích hợp rất là nhiều bóng đèn, loa. Vì nó là dòng radio cổ chạy bóng đèn. Đây là anten này. Đấy, đây là dây cáp nguồn, tất cả còn nguyên zin hết ạ. Và anh em bảo dưỡng thì đây là một cái đài trưng bày sưu tầm vô cùng tuyệt vời trong các không gian hoài cổ. Cái đài này về tay là 3.9 triệu nhé, 3.900.000 đồng là giá đi bay, 3.9 triệu giá bao ship trên toàn quốc, 3.900.000 đồng. Anh chị em quan tâm thì chụp lại và gửi qua số Zalo. Bên ngoài nhìn rất là đẹp luôn nhé. Và cái clip hôm nay thì mình xin tạm dừng tại đây. Kính chúc cô chú anh chị và các bạn xem video vui vẻ và hạnh phúc bên những người thân yêu. Anh chị em nào lần đầu tiên xem được cái video này thì hãy nhớ bấm đăng ký để không bị bỏ lỡ các video kế tiếp. Một
Một lần nữa thì Loa Hay TV xin chân thành cảm ơn và hẹn lại anh chị em ở những clip tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt.